Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách để làm đổi màu các bộ cửa mà không cần sơn. Đấy, như hôm nay là bên mình đổi màu cái cửa bên Home Ocean Park thành màu trắng. Đấy, các bạn thấy không? Mà không cần sơn nhá. Mà rất là dai, sau này mà không sợ xước. Đây, mình dùng một cái loại kim. Đây, kim, loại kim phim rất dày. Không có giãn được nhá, không có giãn được, nó không phải như là loại đề can đâu. Và phim rất cứng. Không có giãn được và dán. Đấy, tháo hết các bộ khóa cửa ra này và dán vào tận sâu bên trong. Đấy, như thợ bên này đang làm. Đấy, đây là cái phim này rất đanh và cứng, bề mặt là trắng nhám. Đấy, như vậy thì sẽ không phải chịu cái mùi bụi sơn, với cả thứ hai là độ bền nó cao, bởi vì cái này là độ dày lớn hơn là sơn. Sơn nhiều khi nó không ăn được cái melamin, có loại sơn lên melamin nhưng nó không ăn một cách tuyệt đối, vì có thể nó sẽ bong. Nếu là mình dùng móng tay mình cạo này thì cái sơn sẽ bong vì không ăn được tuyệt đối lên melamin. Nhưng cái này thì cạo bằng móng tay không thể nào tách được cái tấm này. Đấy. Mà cái này cũng có rất nhiều màu, kiểu màu xanh cũng có, xanh, nâu, đen, màu gì cũng có. Rất hợp với kiểu kiến trúc ở nhà mình. Nhiều khi các bạn là sẽ ngại không muốn sơn lại các bộ cửa vì sợ nó bong, sợ sơn đè vào các cái phụ kiện inox này nó lem nhem chẳng hạn. Thì mình sẽ dùng cái phương pháp này. Đấy. Nếu các bạn cần làm thì có thể liên hệ với công ty mình.